một số kỹ năng cho tụi con này, một số kỹ năng tính. Rồi, cái thứ nhất là chia đa thức. Cho đa thức. Rồi, thầy biết rồi Minh Thư. Rồi, kỹ năng chia đa thức của đa thức. Thì bây giờ tụi con coi nha. Cho hàm số y bằng x mũ 3 cộng 2x bình cộng 3x cộng 1 chia cho x dễ trước. Rồi, giờ tụi con có thể chia ra kết quả thầy như thế nào này? A phát biểu được. Công thức nguyên hàm của chúng ta có 3 loại. Một là dạng đa thức lũy thừa với cơ số là AX cộng B. Hai là lượng giác cũng với góc là AX cộng B. Ba là mũ với số mũ cũng là AX cộng B. À, với số mũ là bậc nhất. Tất cả đều là bậc nhất nha tụi con. Như vậy, lưu ý một điều nữa. Trong cái lũy thừa nó có một công thức đó là gì? Là một phần AX cộng B là đóng vai trò ở dạng phân số. Nhớ cho thầy, một phần AX cộng B. Như vậy chúng ta sẽ thấy khi mà người ta cho dạng toán phép toán chia thì mình sẽ nghĩ tới trong đầu của mình sẽ đụng tới kiến thức là AX cộng B ở dưới mẫu. Và tụi con thấy có phải mẫu của thầy là x không? Có phải là AX cộng B là bậc nhất không? Đúng không nè? Như vậy bây giờ mình sẽ xử lý như thế nào nè? Bạn nào xung phong, ai có thể rút gọn, ai có thể rút gọn đa thức này nè? Thầy xin mời bạn Xuân Thảo nè. Xuân Thảo làm được không? Ăn à, Thảo có thể rút gọn được cái phân thức này tối đa như thế nào nè Xuân Thảo? Dạ con đang suy nghĩ rồi. À, thầy mời Minh Đạt. Thầy là bằng x bình cộng 2x. Chính xác, x bình. Rồi cả lớp nhìn nha. Khi tụi con học chương này thì cái mà tụi con phải luôn luôn nhớ cho thầy mỗi chương, ở ví dụ như chương logarit hay chương mũ, thầy nói tụi con là cơ số lớn hơn một bé hơn một, nhưng mà cái chương này tụi con nhớ cho thầy cái phương pháp mà tụi con dùng thường xuyên, đó là phương pháp tách mẫu. À, phương pháp tách mẫu là hồi năm lớp 5 mình học là cộng hai phân số cùng mẫu thì giữ nguyên mẫu lấy các tử cộng lại, còn bây giờ mình sẽ ngược lại, mỗi tử mình tách ra với mỗi mẫu đó, đúng rồi không? Đây, cả lớp ổn, ok không? Ok cho thầy không nè, hiểu không? Đó, ai hiểu công thức này và học thuộc cho thầy và nhớ chưa? Và thầy nói luôn, công thức này mà đứa nào sau này thầy hỏi mà còn ngớ ngớ là thầy chửi đáng chịu đó nha. Rồi, ai hiểu công thức này rồi cho thầy con số 1. Nhớ nghe chưa? Nguyên cái chương này là phải nhớ thầy cái đó. Được chưa? Rồi, bây giờ thầy làm, tụi con phải nghe. À, có nghĩa là tụi con thấy thầy nói đây là bài đầu tiên nên thầy cố gắng thầy nói chậm. X mũ 3 chia x ra x bình. À, 2x bình chia x ra 2x. 3x chia 3 chia x thì ra 3. Còn 1 thì giữ nguyên. Rồi, ok. Ai hiểu cho thầy số 2. Rồi, ok. Rồi, các ai thắc mắc không? Ai thắc mắc không? Rồi, không ai thắc mắc đúng không? Rồi, bây giờ vấn đề đặt ra là đề bài như thế này. Đó, tụi con thấy không? Đề bài người ta hỏi cái này. Đúng rồi con. Thầy đưa vô nó là nguyên hàm. Thì bây giờ nó là nguyên hàm. Thầy tách ra và thầy tính công thức rất tầm thường. X bình là x mũ 3 chia 3.
2x, x là x bình chia 2 rút gọn, còn x bình 3 nguyên hàm là 3x. 1 phần x là ln trị tuyệt đối của x cộng c. Rồi, ai hiểu cho thầy con số 3? Cường Cường ơi, Đình Cường hiểu không con? Dạ không, không hiểu cái màu xanh lá cây này. Các con xanh lá cây là công thức mà con học bài chưa? À, dạ chưa. Ừ, có học bài cho thầy chứ, dành thời gian học bài nha. Mình đã học dạ. Con học trong lớp này là con phải có học bài nha, đừng để luộc nha, luộc là khổ con á, hiểu chưa? Dạ. Rồi, ok, công thức có thầy dạy hết trơn rồi đó, con phải học bài chứ. Ví dụ con dành thời gian ra con học bài cho thầy, thay vì học bài trên lớp thì con dành cỡ chừng nửa tiếng học bài này, hiểu chưa? Công thức thôi. Thầy chưa dạy nhiều mà, nghe không? Rồi, đó, tụi con thấy chưa? Đó là kiến thức rất là tầm thường, thấy không? Rồi, tụi con bữa thầy dạy tụi con có ăn cổ nào chưa dạy không? À đây, có chỗ này chưa dạy, chỗ này dạy rồi đúng không? Nhớ học thức nè, học thuộc thầy nè, đây thường xuyên ra thi dễ sai nè. Đó, đó, đặc biệt đó với chữ x á, đó, học thuộc thầy nha, nhớ nha. Đó, cẩn thận cho thầy nha. Rồi, xong. Bây giờ tiếp tục thầy nâng bậc thêm một chút xíu. Thầy xóa đi nha. Nãy do làm kiến thức, bây giờ chúng ta tiếp tục thầy cho y bằng x bình trừ 3x cộng 2 cộng 3 chia cho x trừ 2. Rồi bây giờ bạn nào có thể rút gọn thằng này ra cho thầy. Rút gọn giống như bạn Đạt hồi nãy gì đó ra cho thầy. Rồi chúng ta tiếp tục đưa vô bài toán nguyên hàm. Rồi cho tụi con 2 phút suy nghĩ câu này nha. Dạ. Rồi mời con. Dạ đổ hàm. Đổ hàm gì đây rồi, đổ hàm. Rút gọn mà đổ hàm gì con? Rồi mời bạn khác. Rút gọn cái gì thầy chia là x trừ 1 cộng cho 1 chia x trừ 2. Rồi, bạn đang làm sao đó thầy nghe coi. Con tắt cái tử ra thành x bình trừ 2x trừ x cộng 2 thôi cộng 1. Giỏi, chính xác, đúng rồi, làm rất tốt. Rồi bạn Đạt làm rất là tốt và tụi con bây giờ thầy sẽ chỉ tụi con cách dễ hiểu nhất mà các em lớp 8 cũng làm được, đó là phương pháp chia đa thức cho đa thức. Rồi sau đó thầy sẽ chỉ tụi con một cái cách làm nhanh hơn giống như bạn Đạt, nhưng mà thầy sẽ cách tân hơn cách bạn Đạt, làm tiết kiệm thời gian hơn cách bạn Đạt một chút xíu. Cách bạn Đạt thì quá tốt rồi nhưng mà nó cũng làm cho tụi con tốn thời gian ở cách là tụi con phải tách ra nhiều quá. Còn bây giờ thầy muốn tụi con làm liền ra kết quả luôn thì thầy sẽ nâng cấp lên một chút xíu về cái tư duy chỗ này. Rồi bây giờ tụi con coi cách đơn giản nhất cho tất cả chúng ta cùng hiểu đó là gì. Thầy thực hiện phép toán chia nè tụi con. Thầy thực hiện phép toán chia là x bình trừ 3x cộng 3 thầy chia cho x trừ 2. Rồi khi chúng ta làm phép toán chia đa thức cho đa thức, tụi con nhớ cái mà mình sẽ luôn luôn cố định đó là cái này, được chưa này? Cái này luôn luôn cố định. Và tụi con lấy cái hệ số cao nhất chia cho cái hệ số cao nhất, và cái này là cái cố định, được chưa tụi con? Cái này là cái cố định, nhớ thầy. X bình chia x thì ra được kết quả là x. Nhân ngược lại nha tụi con. Lấy x trừ 2 nhân x là lấy thương nhân cho số chia, thì thầy được ra kết quả là x bình trừ 2x. Rồi thầy thực hiện phép toán trừ thầy trừ xuống 2x bình x bình hết trừ 3x trừ 2x là trừ x. Rồi số 3 không đụng gì hết, thả xuống. Tiếp tục thầy lấy cái thằng bự nhất này, thầy đem chia cho thằng cố định này. Đó, thằng cố định này được, con nhớ chưa? Thằng cố định này. Và thầy được trừ x chia x là trừ 1. Tiếp tục thầy nhân ngược lại, trừ 1 nhân cho x trừ 2 là trừ x cộng 2. Rồi tiếp tục thầy trừ xuống giống như nãy giờ, và thầy được kết quả là một số là 1.
và một không có chia được nữa, vậy nó là số dư. Và tụi con nhớ cho thầy là gì? A chia P mà được C dư D thì có nghĩa là A phần B sẽ bằng, A chia B là A phần B đó, sẽ bằng thương là C cộng số dư là D chia cho cái số chia là B. Rồi tụi con chép cái này vô cho thầy thật kỹ nha. Cái này là cái mà để tụi con phải có kinh nghiệm làm cho thầy. Rồi chép vô cho thầy cái này đi. Sau đó thầy tiếp tục giảng bài. Nhân là x bình trừ 3x cộng b. 3 b b của thầy là x trừ 2, như vậy a chia b chính là chữ y nè, có sẵn rồi nè. Bằng bằng cái gì nè? Bằng cái gì? Bạn là Trung Hiếu, nói thầy nghe coi, Trung Hiếu bằng cái gì? Trung Hiếu. Alo Trung Hiếu. Ủa Trung Hiếu không nghe, Trung Hiếu không nói được không con? Rồi thầy mời bạn Thăng, bạn gì Thăng ơi? À ok con không sao. Thăng ơi, Thăng nghe em Thăng. Nghe Rồi Thăng nói thầy từ nghe coi bằng gì con? X bình trừ 3x cộng 3 chia x trừ 2 bằng cái gì nè? là thầy là bằng x trừ một Đúng rồi, x trừ 1 là thương cộng cho số dư. Số dư là gì con? là cộng cho một Đúng rồi. chia Mẫu viết lại, viết lại một lần mẫu nữa. Mẫu là cái gì? Cái mẫu, là ban đầu, mẫu đầu là gì? x trừ hai. Ok, hiểu bài chưa con? Hiểu chưa? Dạ. Rồi, bây giờ bài này người ta yêu cầu lấy nguyên hàm. Đó, đi thi bài này lấy nguyên hàm. Thì tụi con xử lý cho thầy nguyên hàm. Đó, thấy chưa cả lớp? Nãy giờ thầy chỉ con kỹ năng để làm gì, mục đích tìm nguyên hàm. X bình chia 2 trừ x lớn cho thầy ln trị tuyệt đối của x trừ 2 cộng c. Rồi, ai đã hiểu được cái phần nãy giờ thầy giảng rồi cho thầy con số 3. Đó, như vậy hôm nay thầy bổ sung phương pháp cho tụi con là thay vì những bài toán có sẵn cái công thức nguyên hàm, bây giờ nó chỉ làm cho chúng ta phải biến đổi một chút xíu để mình sẽ đưa về các dạng công thức nguyên hàm. Đó là cái mà tụi con cần học. Do đó làm gì làm, công thức tụi con phải trang bị một cách kỹ lưỡng thì tụi con mới có tiếp tục được những cái dạng mới. Rồi, xong rồi đúng không tụi con? Rồi, bây giờ thầy sẽ chỉ cách làm của bạn Đạt ha. Thầy bổ sung thêm, đây là cách cơ bản, bây giờ thầy chỉ cách làm nhanh ha. Cách của bạn Đạt là như thế nào, tụi con tham khảo. Cách của bạn Đạt á, cách của Minh Đạt là Minh Đạt sẽ tách ra làm sao trên tử nó phải có nhân tử là x trừ 2. Vậy tụi con thấy bạn Minh Đạt nè, x bình bạn Minh Đạt tách ra là trừ 2x đó, để lát chỗ này có ra ngoài là x nhân x trừ 2, để lát bạn Minh Đạt chia cho x trừ 2 thì kết quả ra chữ x. Cả lớp hiểu cái này không tụi con? Hiểu cái này cho thầy con số 1 coi, hiểu này không? Thầy đang làm theo cột dọc á, thầy đang làm cột dọc xuống á. Đó, Minh Đạt đang tách ra kiểu đó đó, con thấy không? X bình trừ 2x đã có x trừ 2, lát rút gọn x trừ 2 còn x. Ok ha. Rồi tiếp tục, Minh Đạt trừ 2x thì Minh Đạt sẽ còn lại dư một chữ trừ x. Trừ x bạn đặt chú trừ ra ngoài luôn thì chỗ này phải là x trừ 2. Thì là lát chỗ này là trừ ra ngoài x trừ 2 chia cho x trừ 2 thì chỗ này sẽ là trừ 1, thấy không? Đây, thấy không? Thấy không tụi con? Ok. Rồi, mà khi mà nhân vô lại là cộng 2, cộng 2 đây là cộng 3 là còn dư con số 1. Vậy 1 chia cho x trừ 2 giữ nguyên. Đó, đây là cách của Minh Đạt. Tụi con hiểu không nè? Hiểu cho thầy con số 2 coi. Minh Đạt tách từ từ ra. Nhưng mà Minh Đạt làm như vậy thì thể hiện được cái sự tư duy của bạn, nhưng mà đối với bài này đi thi như vậy thì hơi lâu, đúng không? Hơi lâu một chút xíu. Rồi bây giờ thầy sẽ chỉ tụi con cách làm nhanh hơn, mà phải tiết kiệm nhiều thời gian hơn nữa. Đó là gì? Tụi con nhìn nha, cách của thầy nè. Cách của thầy thì hai bước thôi.
cách cách của mình đạt thì qua ba bước là ba bước ba cột mới ra kết quả. Rồi cách của thầy tụi con nha, thầy lấy cái nghiệm mẫu tụi con, thầy lấy cái nghiệm mẫu là mấy tụi con, nghiệm mẫu là mấy, tìm cận đứng á, nghiệm mẫu là mấy mấy đứa, là hai, hiểu không? Thầy lấy cái nghiệm mẫu là hai, thầy thế lên tử, thầy thế lên tử, chỗ nào có x thầy thế con số 2 vào, 2 bình là 4 trừ cho 3x cộng 2 là nhân 2 nữa là trừ 6, là trừ 6, như vậy thầy tính tính đáp án được là trừ 2, đúng rồi con, trừ 2, vậy thầy sẽ thêm một con số nào vô để cho nó đẹp, đối con số trừ 2 là cộng 2, nhưng mà thầy tự biết cách chia là tự thêm vô là cộng 2, và 3 thầy còn lại 1. Đó, thầy làm thế này nè, nhanh hơn Minh Đạt ở một chỗ là thầy tách nó đơn giản hơn. Và tụi con nhớ, bạn nào mà đã học thầy năm lớp 11 biết không, thầy chỉ được con cách chia đa thức rất là đơn giản. Đối với tại sao thầy thêm được như thế này, thầy thêm vào như thế này để thầy biết rằng chắc chắn cái đa thức này nè nó sẽ có một nghiệm là x bằng 2, giống như bài toán năm lớp 11 tụi con đi tính liêm fx chia gx mà x thì x rô á, mình rút gọn nhân tử chung á, đặt x từ x trừ 2 ra ngoài là con nhớ không nè, à, x tiến đến 2 nhớ không? Đó, thầy chỉ con cách chia. Tụi con chỉ còn lấy cái bậc cao nhất, cái này nè, con chia cái này, cái này á, con chia cái này nữa là kết quả luôn, xong ra x trừ 1, xong được chưa? Đó, ai hiểu bài này rồi, những bạn nào học thầy năm lớp 11 là sẽ biết cái này rất là kỹ rồi. Ai hiểu cái này rồi cho thầy con số 2 coi. Đó, vậy cái quan trọng nhất thầy muốn dạy tụi con là gì? Lấy cái nghiệm mẫu thế lên x trên tử ra những chỗ nào kết quả là lấy cộng cho số đối của nó là xong. Được chưa? Rồi, bây giờ bài này nó quá đặc biệt rồi, giờ thầy cho một bài nó tổng quát hơn và tụi con sẽ bắt chước làm giống như thầy. Rồi, bài này nó khó khăn hơn nè. 4x bình trừ x cộng 7 chia cho x cộng 3. Đó, tụi con thấy không? Rồi bây giờ thầy sẽ làm mẫu cho tụi con nghe nha. Tất cả nhìn nhìn cho thầy nha. Mẫu là trừ 3, thế lên tử 9, 4, 36, trừ 3, trừ 3 là cộng 3, cộng 3 với 3, 36 là 39, 39 thì thầy phải trừ 39. Như vậy là 4x bình trừ x trừ 39. Trừ 39 thì phải cộng vô 39 và cộng với 7 chưa xài, vậy là cộng cho 46, tách ra. Đó, nó hơi phức tạp một chút xíu. Đó, sau đó thầy tách tiếp, thầy chỉ cần chia thôi, tụi con không cần làm hết á. 4x bình, lấy cái thằng bự nhất chia thằng dưới này ra 4x, lấy thằng cuối cùng chia thằng cuối cùng ra trừ 13, xong phim, khỏi cần làm gì hết luôn tụi con. Thằng sau chính là 46 phần x cộng 3. Rồi, mình tính nguyên hàm cho thầy. Đó, đơn giản dễ hiểu. Được chưa? Rồi ra kết quả x bình 2 trừ 13x cộng 46 ln trị tuyệt đối x cộng 3 cộng c. Rồi, A đã hiểu một cách trọn vẹn bài này rồi, là tụi con đã hiểu được tất cả nhỉ. Giờ thầy muốn dạy tụi con, cho thầy con số 5. Con hiểu số 39 là số 46 chỗ đó hiểu rồi đó. Không hiểu hả? Dạ không hiểu chỗ đó cho lắm. Dạ không hiểu chỗ đó cho lắm rồi. Rồi, Chứ 39 là số 46. giờ ở đâu trừ 39 đúng không? Dạ Trừ đúng bốn rồi. à, thầy thế là thế nghĩ mẫu là nhiêu hiệu? Dạ trừ 3. Rồi, thế lên tử 4 nhân trừ 3 bình phương trừ cho trừ 3 thế x vô, hiểu không? Hiểu hiểu. À dạ rồi, Rồi, ra 39 đúng không? dạ đúng rồi. Bỏ ra, bỏ ra 39 cái trừ 39 hiểu không? À dạ. Đối lập con chứ nhưng mà không hết con. Ok không? Hiểu chưa? Rồi. Rồi, đây là bậc 2 chia cho bậc nhất nha tụi con. Cái này là bậc 2 chia bậc nhất. Còn ở trên kia, còn ở trên á là chỉ chia cho chữ x thôi, rất là đơn giản. Ở dưới mẫu là chữ x thôi, rất là đơn giản, được chưa? Còn ở này dưới mẫu là bậc nhất, dưới mẫu là bậc nhất, trên tử là bậc 2. Bạn nhớ thầy nha, bậc 2 chia bậc 1. Được chưa? Và đi thi thông thường người ta cho như này thôi, hoặc là người ta có thể cho cao cấp hơn cho bậc 3. Thì cho bậc 3 thì biến đổi chút xíu thôi, rồi thầy cũng làm chung tụi con chút xíu bậc 3 nha. À, 2x mũ 3 trừ x cộng 4x
trừ 10 chia 3 cho x trừ 3. Rồi, giờ làm cho tụi con y chang luôn ha. Rồi, tụi con một là thực hiện chia tay, chia bằng phương pháp bình thường thầy chỉ. Hai là chúng ta thế số. Số 3 là nghiệm mẫu, đúng tụi con? Nghiệm mẫu là số 3. Thế lần tử, thế lần tử. 3 mũ 3 là 27, nhân 2 là 54. 54 trừ 9 cộng cho 12. Và đây là cộng cho 3, 57, vậy phải trừ 57. 2x mũ 3 trừ x bình cộng 4x trừ 57 chia cho x trừ 3. Còn thằng này là trừ 10, xin lỗi, trừ 10 thì sẽ cộng cho 47, đúng rồi con ha. 47 trừ 57 nó ra trừ 10 chia phần x trừ 3. Rồi, ok tụi con ha, được không cả lớp? Được đúng không? Rồi, kết quả phía sau là 47 ln tuyệt đối x trừ 3. Xong. Bây giờ thằng này chia làm sao? Nó hơi phức tạp một chút xíu nhưng mà nó cũng bình thường. Bậc 3 mà chia bậc nhất thì ra bậc 2. 2x mũ 3 chia x thì ra 2x bình. Trừ 57 mà chia cho trừ 3 thì cộng 19. Đúng cả lớp. Bây giờ chỗ này là bao nhiêu x? Bao nhiêu x điền vô? Rồi thầy mời bạn Dũng hoặc là bạn 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 Ngọc Dũng hoặc là bạn Minh Đạt, bạn nào nhớ cách là 51 thầy chỉ không? Ra bao nhiêu nè? À, Minh Đạt, Ngọc Dũng làm được không nè? Ngọc Thăng nè, Minh Thư nè, đó mấy đứa học 11 thầy dạy nè, Tấn Dũng nữa nè, Đình Cường. Đó, còn còn nhớ cái này không? Chen vô bao nhiêu? Con không biết thầy Hả? ạ. Con chưa nhớ thầy Quên hả? Quên hả? Chẳng quên. À, quên rồi. Đầu tính toán của tôi là quên rồi đó, thấy không? Mai bắt đầu Không đi đồng máy tính được. Mai mai bắt đầu đi tài liệu bây giờ ôn bài trước nha. KCO nha. Dạ. Rồi. Mai dạy bù dạy thay lớp con á. Hồi sáng lớp, hồi sáng lớp con ai dạy thay? Ngày qua lớp con dạy thay thứ tư ai dạy thay? Thầy anh Tuấn ạ. Không ai nhớ luôn, buồn quá đi. Trời ơi, những đứa 11 của tôi qua hết trơn, sạch sẽ luôn. Chúc làm được không Chúc? Chúc, 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 chúc biết cách làm không Dạ con. Chúc? Thằng 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 Tài quên chứ, trời ơi, thằng Tài A6 của thầy đấy chứ. Tài biết làm không Tài? Rồi, ngu ghê luôn á, thiệt á. Rồi thầy chỉ nè, tụi con quan tâm tới cái x bình cho thầy. Đó, hệ số x bình là bao nhiêu? Đó, tụi con nhìn, có phải khi tụi con nhân lại thì thằng này nhân với thằng này đúng không? Thì nó mới ra thằng trên đúng tụi con. Như vậy tụi con nhìn nè, hiện tại á, là thầy viết lại cho con nghe, x trừ 3 nhân cho 2x bình cái gì đó, x cộng 19 đúng không? Rồi, giờ class coi, hiện tại thầy nhân vô là bao nhiêu x bình cả lớp? Bao nhiêu x bình cả lớp? Bao nhiêu x bình? Trừ mấy? Trừ 6 đúng không? Đúng không tụi con? Bây giờ muốn À dạ đúng rồi. muốn ra kết quả là trừ x bình thì phải làm sao? Là phải cộng vô cho mấy? Trừ x trừ 6 x bình mà muốn ra trừ x bình là cộng cho mấy? Cộng 5. Và thằng này nhân vô là bao nhiêu x bình? Là chưa bao nhiêu x bình đúng không? Là mới biết x bình thôi. Mới biết x bình thôi nhưng mà biết bao nhiêu. Vậy mình đang cần số mấy tụi con? Số mấy? Số 5. Số À, 5. số 5 chính xác. Vậy cả lớp hiểu bài chưa? Hiểu chưa ta? Ai hiểu cái này rồi? Cho thầy con số 3 coi. Ai hiểu vì sao chọn cho con số 5 rồi? Đó, ok. Rồi, thầy lát là cho Lại đúng thầy thầy. đơn lại, ok lát thầy lại cho. Một lần nữa. Ok, không sao hết. Rồi, thầy sẽ làm một lần nữa nè tụi con. Bây giờ thầy làm chỗ này thôi Nhân Hiếu như bạn Tấn Dũng. Thầy làm cái chỗ này thôi nha. Nè, thầy viết ra đây nha.
2x mũ 3 trừ x bình cộng 4x trừ 57 chia cho x trừ 3. Đúng rồi con. Bây giờ thầy sẽ rút gọn nè. 2x mũ 3 chia x là 2x bình, trừ đây là trừ là cộng 19. Bây giờ thầy không biết bao nhiêu x hết á, cộng bao nhiêu x để cho nó ra rút gọn nè tụi con nè. Khi mà thầy nhân hai này lại nè thì nó ra thằng này đúng không? Đúng không? Thì bây giờ tụi con nhìn. À, bây giờ thầy nhân vô là thằng này nhân với này là 2x, thằng này nè nhân với trừ 3. Đó, thì nó ra trừ 6x bình. Tại vì tụi con nhớ khi mà mình nhân phân phối vô nó sẽ có hai chỗ cái x bình. Thằng này nhân với thằng này cũng ra x bình nữa. Mà trừ 6x bình là cố định rồi. Vậy cái này là bao nhiêu? Bao nhiêu x bình? Hiện tại giả sử thì cho đây là chữ A đi, AX đi. Thì khi nhân vô là AX bình. Như vậy bao nhiêu x bình? AX bình. Đó, có nghĩa là trừ 6 cộng AX bình. Thầy làm rõ ràng luôn đó. Kết quả phải bằng bao nhiêu tụi con? F thằng này bằng bao nhiêu mấy nữa? F bằng bao nhiêu? Trừ 6 cộng A phải bằng bao nhiêu mới đúng? Thầy lớp, bằng bao nhiêu đây? Trừ 1, vậy chia ra A phải bằng 5 không tụi con? Đúng không? Hiểu, Hiếu với Dũng hiểu không con? Các bạn khác chưa hiểu, hiểu chưa? Hiểu sao rồi? Rồi, Hiếu hiểu. Dạ rồi thầy. Dũng hiểu chưa Dũng? Dạ rồi. Nguyên năm 11 mà không nhớ thằng này. Ok chưa con? Dạ ok rồi. Rồi ok. Như vậy thầy làm như vậy nó dài dòng lắm, nhưng mà thầy chỉ tụi con nè, mình hiểu theo cách bình thường thôi, đừng làm vậy là thấy nó mất thời gian tụi con viết ra ngoài nháp. Còn thầy chỉ con cách nhẩm á, đơn giản thôi, nhớ là cách nhẩm nè. Đó, tụi con thấy không? À, nhân vô là trừ 6 cộng mấy để ra trừ 1, mà x x bình phải cộng 5, hiểu chưa? Đó, ok ha. Rồi, còn cái việc mà nguyên hàm tụi con tự tính đi, thầy khỏi tính đó nha, khỏi tốn thời gian nha, mình chỉ học cái nội dung rút gọn thôi nha. Rồi, ok, thầy cho thêm bài cho quen nha. Cho thêm bài cho quen. À, cái gì ta? Quên rồi. Ra 2x 4x mũ 3 cộng 5x bình trừ cho 2x cộng cho 15 chia cho x cộng 1 dx. Đó, bây giờ thầy tách nha. Thầy tách nha, thầy cố tình làm nhanh nha để cho con hiểu nha. Rồi, tụi con thấy trừ 1 thế sinh tử ra bao nhiêu? Là trừ 1 thế sinh tử là 4 nè, trừ 4 nè, cộng 5 nè, là 1 nè. 1 thằng này trừ 1 vô nữa là 2 nè. Đúng không? 2 với 1 là 3, vậy trừ 3. Trừ 3 thằng này sẽ cộng 18. Ok. Rồi, rút gọn. Tụi con tự viết công thức nguyên hàm cho thầy nha. Thầy làm cái nội dung phía trong thôi. Rồi, 4x mũ 3 chia cho thằng này là 4x bình trừ 3 chia cho 1 là trừ 3 cộng cho x. Cho tụi con nhìn nè. À, cái này nhân cho 1 thì ra 4x bình. Đúng mấy đứa? Nhân cho 1 ra 4x bình. Mà hiện tại là mấy x bình tụi con? Mấy x bình gì ta? Tấn Dũng. Mấy x bình? Dạ 5x bình. Vậy mình thiếu bao nhiêu x bình? Dạ thiếu 1. Phải y chang luôn, khỏi cần thêm vô tính nó luôn, được chưa? Dạ được. Ok. Hiểu chưa? Hiểu ơi, Trung Hiếu hiểu không con? Trung Hiếu. Trung Hiếu ơi. Rồi ok, các bạn khác thì hiểu đúng không? Thầy không giảng lại cho mấy bạn khác nha. Rồi ok, rồi tụi con tự bổ sung vô cho thầy. Được chưa nè? Rồi, đó là trường hợp mà người ta có thể ra bậc 3 chia bậc 1, bậc 2 chia bậc 1. Và trường hợp mà hay nhất đó là trường hợp bậc 1 chia bậc 1. Trường hợp này là trường hợp nó giống như năm học kỳ 1 của mình, đó là hàm nhất biến. Đó, tụi con thấy, ví dụ như là 2x trừ 3 chia cho x trừ 1. Làm sao mà chúng ta tích tắc bài này? Đối với tụi con á, tụi con mình học thầy bài này á, tụi muốn tụi con làm bài này tối đa 15 giây là xong. 15 giây tư duy thôi. Đó, và giờ cả lớp nhìn nha, rất đơn giản, cực kỳ đơn giản luôn. Đầu tiên, nếu bài này tụi con làm bằng những cách nãy giờ thầy chỉ thì quá tuyệt vời, nhưng mà sẽ hay hơn nữa, thầy chỉ tụi con nè, bằng cái gì? Thứ nhất, vì nó là hàm đặc biệt nên thầy sẽ dạy tụi con một cách cực kỳ đặc biệt, đó là tiệm cận ngang A chia C 2 cộng. Thấy chưa? Tiệm cận ngang A chia C 2 cộng, được chưa?
Nghiệm mẫu là mấy? Nghiệm mẫu là một, đúng tụi con? Nghiệm mẫu là một. Thế lên tử bằng bao nhiêu thì kết quả mình viết vô luôn. Một thế lên tử là trừ một, vậy trừ một phần x trừ một, xong phim. Đó, rất đơn giản luôn. Như vậy kết quả của thầy là 2x cộng trừ trừ ln tuyệt đối x trừ 1 cộng c. Cả lớp hiểu bài không? Đó, nghiệm mẫu là 1, thế lên tử là 2 nhân 1 trừ 3 là trừ 1. Viết vô chỗ này luôn. Ok không tụi con? Ai hiểu cái này rồi, cái này con số 7 coi. Rồi, về nhà cố gắng lắng nghe. Bạn nào mà chưa nhớ kỹ thì phải coi video lại cho thầy thật kỹ, để tụi con phân loại dạng nào rạch ròi dạng đó, không có lẫn lộn, được chưa? Rồi, bây giờ thầy cho thêm một ví dụ nữa như sau. Rồi, ai làm bài này vậy thầy coi? Bây giờ thầy mời bạn làm bài này đi. Thầy mời Trương Song Thành Tà làm bài này. Sai là tôi chửi nè, giống như sáng sai ngu hai câu nè. Giờ là 2 cộng cho 2 cộng cho 3 trên 2x cộng 1. Rồi, bây giờ Tài đọc kết quả thầy nè. Giờ là 2x cộng 3 là n tuyệt đối của 2x cộng 1 cộng c. Ta biết ngay luôn á. Thầy nói chỗ nào là chết chỗ đó Tài ơi. Thầy à, dạ, dù ta sai gì nữa hả? Hả? Sai gì nữa hả thầy? Ừ. Hả? Nãy giờ tôi làm toàn hệ số A là số 1 không à, nên tôi không nói chỗ chia. Còn cái này hệ số A là số 2 nè, anh Hai ơi, nhớ nha anh Hai. À, dạ. Nãy giờ tụi bay nãy giờ tôi đang dụ tụi bay mà. Đang dụ tụi bay, tôi hỏi cái này chết queo à, thấy không? Đó, bao nhiêu đứa thầy hỏi là thật lòng nè, bao nhiêu đứa quên chỗ này cho thầy con số 1 coi. Bao nhiêu đứa làm mà quên cái này đây cho thầy con số 1 coi. Con thử thật lòng coi. Đó, thấy chưa? Quá trời luôn. Cái bầy cái lũ luôn, thấy không? Thấy chưa? Vậy hết sức cảnh giác cho thầy nghe chưa? Logarit AX cộng B là tụi con phải nhớ cho thầy là phải chia cho A. Bất cứ công thức nào nguyên hàm mà là AX cộng B là chia cho A cho thầy. Khi nào con số 1 thì khỏi chia, trừ 1 cũng phải chia. Dễ chết nhất chỗ trừ 1 nha mấy bạn. Nha, nha. Mấy bạn mà đi thi mấy bạn như thế này nè, là mấy bạn đi đai liền. Đó, vô quốc gì luôn là xong. Trời ơi là hết. Hết thuốc chữa luôn, xong. Là sai bét luôn. Phải nhớ cho thầy có dấu gì cho Trúc. Dạ, dấu trừ. Đúng rồi, đó, tôi nói rồi đó. Rồi mấy bạn nghe nè, thầy có thể viết công thức kết quả bằng này được không? Sẵn tôi dạy biết rõ chút xíu nè, đó. Bây giờ đáp án chính xác là như thế này. Bây giờ đi thi đó trắc nghiệm không có đáp án này, là đáp án này, đáp án này đúng không? Đúng không Xuân Thảo? Dạ, con nghĩ... Con nghĩ... Đúng. Con nghĩ đúng hả? Nhưng mà thầy nghĩ sai thì sao? Con cãi lộn được cái thầy không? Sao nghĩ đúng? Nó luôn luôn đúng mà sao nghĩ đúng được? Vì trị tuyệt đối của A trừ B cũng là trị tuyệt đối của B trừ A, đúng không con? Mấy cái này phải gắn cáp cho thầy chứ, sao để thầy bẻ lại tụi con vậy? Tụi con mà học trong lớp mà trực tiếp với thầy chắc là thầy bẻ mới nói nhục luôn quá. Nghe chưa? Lưu ý, những cái gì thầy dặn là đi thi trắc nghiệm, tụi con học thì biết làm hết, nhưng mà đi thi là xa mấy cái ngu ngu không à. Đó, mà mấy cái ngu ngu của mình là mấy cái này nè. Như đó, cái gì mà thầy dặn rồi mà sai nữa là gọi là đại ngu luôn á, hiểu chưa? Rồi, tiếp tục nha. Ok chưa? Nhưng mà hồi nãy giờ thầy dạy tụi con cái phần chia này, tụi con thấy ổn không nè? Rồi, ai cảm thấy nãy giờ thầy dạy tất cả gì thầy dạy tụi con là tụi con tiếp thu được bao nhiêu phần trăm? Cho thầy biết coi, tự cho mình biết là mình bao nhiêu phần trăm. Cường 110 luôn Cường. Rồi còn ai nữa? Tấn Dũng đâu?
thân đâu, minh thư đâu. Minh Thư, Minh Thư làm biến vậy vừa thôi nha Minh Thư. Rồi, những Minh Thư không để lời thầy đúng không Minh Thư? Rồi, những cái phần mà tụi con trả lời như vậy, đa số các bạn là từ 50% trở lên. Như vậy các bạn mà trả lời được như vậy là quá giỏi rồi. Tại vì chúng ta mới học thôi mà tụi con tiếp thu về quá tốt. Do đó những cái phần mà cảm giác mình chưa cái vững thì tụi con về nhà coi lại video và tự tự học lại một lần nữa. Nếu mà chưa hiểu nữa thì tuần sau thứ năm thì phải hỏi, phải nói thầy, để thầy chỗ nào cảm thấy chưa tự tin thì cứ hỏi thầy sẽ giảng lại, được chưa nè. Rồi bây giờ thầy muốn dạy cho tụi con thêm một chút xíu về cái kỹ năng làm trắc nghiệm nữa đối với phần nguyên hàm tích phân như sau. Nhìn đây. Rồi, một bài rất bình thường nhưng mà thầy muốn dạy tụi con những cái mà tụi con dễ sai. Ai cho thầy cách làm bài này? Thầy xin mời bạn Ngọc Dũng. Thầy bài học ra là con lại tìm này là một phần là một phần ba, một phần ba nhân cho x trừ một tất cả mũ ba. Là con dùng công thức của cái hạ cái mũ xuống ạ. Là ax cộng b mũ n đúng không con à? Vậy đó là x trừ 1 tất cả mũ 3 chia cho 3, hệ số a là 1 nên khỏi nhân đúng không con? Cộng c. Đúng chưa? Rồi, bây giờ thầy hỏi một bạn nữa. Thầy mời bạn bạn nào ta? Bạn Thành Tài đi. Tài có cách làm nào khác không Tài? Dạ con cũng làm vậy thầy ạ. Ok, bây giờ thầy hỏi trong lớp mình nè, bạn nào cách làm khác không, cho thầy cho thầy ý kiến coi bạn nào cách làm khác không. Không có bạn nào làm khác luôn. Hai chuyện hình nhận thức này. Giỏi, chính xác, xin mời Trúc. Trúc nói thầy nghe coi. X trừ 1 tất cả bình là x bình trừ 2x cộng 1. Rồi tao nói đi con, nói đi, nói đi, nói đi, thầy nghe. Đấy, gì nữa? Ừ. Rồi, xong sao nữa con? Là x mũ 3 chia 3 trừ cho hai. Chia hai luôn rồi, chia hai luôn rồi, hiểu không con? Rồi cộng gì nữa con? Như cộng x. Rồi ok, cộng c. Rồi tụi con thấy cũng là một bài nhưng mà đáp án là hai đáp án khác nhau. Do đó cái mà thầy muốn dạy tụi con là gì? Khi tụi con học nguyên hàm, tụi con làm trắc nghiệm là tụi con phải làm thêm đáp án của người ta. Như vậy đôi lúc đáp án người ta có thể là màu xanh lá cây, hoặc đôi lúc đáp án người ta là màu vàng. Vậy mình xử lý như thế nào? Nếu màu xanh lá cây là giữ nguyên công thức, nếu màu vàng là phải khai triển. Vậy hai đáp án nào đều giống nhau, vậy mình hiểu như thế nào? Bây giờ thầy sẽ chứng minh cho con thấy nha. Màu xanh lá cây thầy khai triển hàm đẳng thức ra x mũ 3 trừ 3x bình cộng 3x trừ 1 chia 3 cộng c. Tiếp tục rút gọn, x mũ 3 chia 3 giữ nguyên x mũ 3 chia 3, thấy giống chưa? Trừ 33 hết x bình, 33 hết x trừ 1 phần 3 cộng c.
Vậy tụi con thấy trong nguyên hàm rất quan trọng ở biến x, còn những cái số ở phía sau dù có cộng cho 1 tỷ và tụi con sẽ tự hiểu nó là một chữ C mới. Được chưa tụi con? Các lớp hiểu không? Trừ 1 phần 3 cộng C được coi là một cái chữ C mới, vẫn là hằng số. Các lớp hiểu không nè? Như vậy nguyên hàm có quan trọng chữ C không tụi con? Các lớp, nguyên hàm có quan trọng kết quả cuối cùng cộng cho một số gì không tụi con? Không quan trọng, mà mặc định nó luôn luôn là một chữ C mới. Rồi, ai hiểu cái mà thầy muốn truyền đạt cho tụi con tới cái phần này, để cho chúng ta làm trắc nghiệm, không phải bối rối, cũng không phải loay hoay mình không biết đáp án là đúng hay sai. Rồi, cho thầy con số 3. Ai đã hiểu hết rồi? Rồi, ok ha. Rồi, chép bài cho thầy đi. Rồi, xong phần này. Thầy trang bị cho tụi con cứng hết những cái phần này lại. Rồi, bây giờ qua lượng giác. Thầy sẽ ôm cho tụi con một chút xíu lại kiến thức của lượng giác lớp 11, những công thức lượng giác. Ok ha. Rồi, bây giờ cả lớp nhìn nha. Mục đích người ta yêu cầu là chúng ta tính nguyên hàm của cos bình x. Về lượng giác, thầy muốn nhắc lại tụi con các công thức nguyên hàm của lượng giác thì tụi con phải nhớ, đối với sin dưới cos thì phải là mũ 1. À, đối với sin dưới cos, công thức lượng giác nguyên hàm phải là mũ 1. Nguyên hàm của sin ax cộng b cos ax cộng b, đó đó là những nguyên hàm lượng giác là sin cos là phải mũ 1. Riêng nguyên hàm của kết quả mà ra tan với cotan thì cos bình với sin bình phải nằm ở dưới mẫu, cos bình sin bình nằm ở dưới mẫu. Và thầy có bốn công thức lượng giác như sau nè: nguyên hàm của sin, nguyên hàm của cos, nguyên hàm của một phần sin bình, nguyên hàm của một phần cos bình. Lưu ý cho thầy điều đó, nguyên hàm của một phần sin bình, nguyên hàm của một phần cos bình, đúng không nè? Nhưng bây giờ người ta lại yêu cầu bài tập chúng ta là nguyên hàm của cos bình. Đó, chúng ta không được nhầm lẫn công thức nha. Nguyên hàm của cos bình, vậy mình phải biến đổi công thức lượng giác để trước khi mình áp công thức. Thì mình nhớ năm lớp 11 của mình có công thức lượng giác là công thức hạ bậc. Hạ bậc cos bình fx, cái này là nguyên mẫu gốc, thầy nói chung ha, bằng, mình nhớ cái form thôi tụi con, cos bình bằng 1 cộng cos 2 double lên chi 2, chỗ này là fx, đúng tụi con. Như vậy bây giờ mình học lượng giác, mình học nguyên hàm, thầy tách luôn, tách mẫu luôn, nguyên hàm là tách mẫu hết, tụi con nhớ cho thầy. Đó là cái mẹo tụi con học bài đó, tách mẫu thế này cho dễ hiểu. Tại sao thầy ghi số là 1 phần 2 mà thầy không ghi là cos 2 fx chia 2? Cos 2 fx chia 2 là tụi con không có rõ ràng vấn đề, mà thầy ghi 1 phần 2 làm gì? Bởi vì nguyên hàm của một số không quan trọng, thầy để con số đứng phía trước, đừng để số dưới mẫu, mất công tốn thời gian tụi con suy nghĩ, thầy đẩy con số ra ngoài luôn, đúng tụi con, nhớ này cho thầy ha. Rồi, như vậy thầy tách mẫu ra ha tụi con. Tương tự sin bình fx bằng 1 trừ cos y chang sin cos. Vậy cách nhớ để cho tụi con không bị nhầm lẫn cái dấu cộng và dấu trừ, tụi con nhớ thì cos là gì? Cos là cờ, cờ là cộng ha, vậy thôi. Cách nhớ bài đơn giản ha. Đó, ok, học bài cho thầy. Vậy bài này công thức là gì?
1 phần 2 cộng 1 phần 2 cos 2x. Nguyên hàm 1 phần 2 nhân với chữ x, 1 phần 2 giữ nguyên không có đụng. Nguyên hàm của cos là sin, nguyên hàm của cos là sin, 2x giữ nguyên, có hệ số a chia a là 4 cộng c, được chưa tụi con? Và nguyên hàm của sin là cos, nguyên hàm của sin là cos, mà cos là chữ cờ, cờ là có dấu trừ đó, cách nhớ bài cái nguyên hàm kết quả ra chữ cờ cái là có dấu trừ đi kèm luôn. Tương tự nguyên hàm của một phần sin bình là cotan, cotan là chữ cờ có dấu trừ, nhớ cho thầy điều đó. Cái hệ số a thì chia cho a đó, cách nhớ bài cho tụi con. Rồi bây giờ cả lớp cho thầy hỏi ai là người thông minh nhất làm thầy bài này. Kết quả ra bao nhiêu? Ai xung phong? Ai xung phong phát biểu? Nguyên hàm của cos bình x dx cộng với nguyên hàm sin bình x dx. Ai xung phong phát biểu coi? Dạ 1 phần 4. 1 phần 4. 1 phần 2 cộng 1 phần 2 là 1 phần 4. Tôi đọc chết bây giờ. Là một. Thầy biết Cường, kết quả anh Cường lấy hai đứa cộng lại đúng không Cường? Dạ. Đúng rồi, xong, xong xong cái xong cái con cộng lại nó bằng 1/2 cộng 1/2 là 1/4 đúng không? Dạ. Thấy chưa? Sai rồi, thấy chưa? Rồi. Nhưng mà Cường, ủa Cường con đang tìm nguyên hàm mà chứ đâu phải con dùng công thức đâu, cos bình cộng sin bình đâu. Mà ra bằng 1 và 1. Đây là x đúng thầy. Nguyên hàm là cái gì? Bao nhiêu? Chữ x. Vì sao vậy Tài? Tại vì đẩy nó do cos bình cộng sin bình bằng 1, nguyên hàm của 1 là x. Đó, chính xác. Bạn nào mà hồi nãy giờ mà nghe thầy đang giảng bài các bạn áp dụng à, nguyên hàm của cos bình ra cái này, xong đi tính nguyên hàm của sin bình ra cái khác, xong mà ra kết quả là dở. Bài này tụi con nhớ cho thầy công thức hôm bữa thầy dạy tụi con là gì? À, phương pháp chúng ta học là hai chiều. Đây thầy quay lại đây. Đó, học học là phải nhớ cho thầy nha. À, nó đứng luôn rồi mấy đứa ơi, mày điên cái đứng luôn rồi. Rồi đây phải nhớ thầy cái này nó mất rồi. Đây học mấy chiều đây, mấy chiều đây cả lớp, mấy chiều tách gộp đúng không? Hai chiều tách gộp. Như vậy đôi lúc thầy gộp lại thì nó là một công thức cực kỳ đặc biệt của lớp 11 là sin bình x cộng cos bình x đúng không? Và nó là một là dx, nguyên hàm dx là x cộng c. Rồi làm trắc nghiệm mà tụi con hơn nhau ở chỗ là mình tư duy nhanh thôi, không có gì hết trơn, nên học với thầy là học cái nhanh á, được chưa nào? Còn cái bình thường cơ bản ai chẳng dạy giống như ai. À, chúng ta cố gắng nha. Rồi tiếp tục nha tụi con. Đây mình học là công thức là sin bình cộng cos bình bằng một, được chưa? Rồi tụi con sẵn nhắc lại tụi con chút xíu công thức này là gì. Một cộng tan bình f x bằng 1 phần cos bình f x, 1 cộng cotan bình f x bằng 1 phần sin bình f x. Đó, hay chưa? Vậy bây giờ cả lớp ha, làm phải thầy bài này coi nguyên hàm của tan bình bằng cái gì? Ai biết? Rồi nguyên hàm của cô tan bình bằng cái gì? Thấy chưa? Rồi ai làm cho thầy coi? Thầy xin mời một bạn coi, xung phong coi. Thầy thầy ơi, một phần nguyên hàm của cotan bình bằng một phần nguyên hàm của nguyên hàm của tan bình bằng nguyên hàm của một chia cho cos bình x. Quá 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 quá
Rồi, xong rồi đó, ngân hàm của một phần cấp bình là gì? Là tan x đúng không? Dạ đúng rồi, tan x cộng c. Sin bình trừ 1. Mấy đứa học bài thầy cái này cho kỹ nha tụi con ơi. Ra cái gì mà ta? Ra cái gì đây? Đó là gì? Trừ cotang x trừ x cộng c đúng không? Rồi, xong chưa? Đó, lượng giác, nhắc cho bạn chút xíu lượng giác. Rồi, sẵn ô chút xíu luôn công thức nha, công thức ra tích thành tổng thông tích nè. Sin A cos B. Cos A cos B. Sin A sin B. Rồi, tụi con thấy đều là bằng 1/2, 1/2, 1/2. Sin cos nhớ lưu ý sin phải đứng trước cái thầy nha, sin phải đứng trước nha. Thì công thức sẽ là gì? Sin cộng sin. Đó, là con nhớ thầy. Sin cos xen kẽ, sin cos là xen kẽ là sờ, sờ là sin. Được chưa? A trừ B, nhớ A đứng trước, A đứng trước. Cộng sin hiệu. Tương tự cos A nhân cos B là bằng 1/2, y chang luôn, cos tổng cộng cos hiệu. Cos thì không quan trọng A đứng trước đứng sau, nhưng mà sin phải quan trọng đứng trước đứng sau. Tại vì sin A trừ B nó khác sin B trừ A. Nhưng mà cos của gì trừ alpha thì cũng bằng cos alpha, nên tụi con không quan trọng dấu cộng dấu trừ. Đó. Còn sin sin thì lưu ý là cos gì? Cos hiệu. Cos tổng. Ủa mẹ ơi. Sin A nhân sin B là bằng trừ 1/2 chứ. Không, hồi nãy là con hứng mà con. Hồi nãy con hứng mà. À, đảo ngược lại. Con phải là trừ 1/2 của cos A cộng B trừ với cos A trừ B không? Dạ đúng rồi. Đó là dễ nhớ luôn, khỏi cần phải trừ 1/2, hiểu chưa con? Rồi, 1/2 cos hiệu trừ cos tổng. Ok, cả lớp học bài cho thầy những công thức này. Ví dụ như đi thi, người ta cho cái này nè, là đứng, nếu không thuộc bài là đứng hình luôn tụi con. Đó, sin 2x nhân cho cos 3x, thấy không? Thấy chưa? Mình phải thuộc bài chứ. Ra 1/2, rút gọn 1/2 đi, lấy 2 làm hết. Vậy còn lại là sin gì? Sin tổng cộng cho sin hiệu. Hiệu là A đứng trước là 2x trừ B là 3. Như vậy là sin, sin của 2x trừ 3x là sin của trừ x. Mà sin của trừ x thì rút dấu trừ ra ngoài là trừ sin x nha tụi con. Cho nó nhanh. Đó, trừ sin x dx. Rồi nguyên hàm của sin là cos, cos là cờ, cờ có dấu trừ, 5x thì chia 5. Nguyên hàm của sin là trừ cos cộng luôn, cos x cộng c. Rồi ok, những điều thầy muốn truyền đạt cho tụi con là như thế. Rồi chép bài cho thầy, đây là toàn bộ những kiến thức mà thầy muốn dạy tụi con. À, về phần lượng giác bổ sung thêm cho tụi con. Rồi nếu mà thầy cô cho thêm công thức là sin mũ 3 nữa thì sao ta? Thầy tụi con nhớ công thức của thầy là 3 xay 4 xỉn nè. Sin 3x thì 4, 3 xay 4 xỉn. 3 xay là 3 sin trừ 4 xỉn, xỉn là mũ 3 đó tụi con. Đó. Rồi cos 3x là gì? Là 4 cổ 3 cô, 4 cổ, cổ là mũ 3, trừ 3 cô là 3 cos. Rồi học thuộc thầy này nữa nha. Hơi nhiều công thức, mình phải cực hơn các bạn thì mình mới đạt được trình độ cao hơn các bạn. Như vậy sin mũ 3 là bằng gì tụi con? Sin mũ 3 thì bằng sin 3 bằng 3 lần sin x trừ cho sin 3x tất cả chia 4, đúng không con? Đó, như vậy bằng 1/4 của 3 sin x trừ cho sin 3x. Rồi, ráp công thức cho tụi con ha. 1/4, cái này là nguyên hàm của sin là trừ cos, trừ 3 luôn. Trừ 3 phần cos x, nguyên hàm của sin là trừ cos cộng luôn. 1/3 nữa là 12, cos 3x cộng c. Rồi. Đó, những cái ví dụ mà thầy muốn dạy cho con, bao dạng đề cho con ha. Chép vào, về nhà ôn bài, học bài đầy đủ cho thầy. Với cái dạng khiếm toán chia. Định dạy cho tụi con thêm một cái nữa mà thôi, sợ nhiều quá tụi con ngợp. Thầy định dạy tụi con thêm cái phần là còn thời gian á. Định dạy tụi con thêm cái phần là đồng nhất thức. Nhưng mà thầy sợ nhiều quá, để cho con từ từ tuần sau đi. Tại vì cái này mình học từ từ thôi, mình không có chạy mất công tụi con đuối.
mà tụi con cố gắng về nhà học bài cho thầy nha, đừng có để mà nó dồn cho tụi con, cố gắng tuần nào giải quyết tuần đó, cố gắng lên. Rồi bây giờ cho thêm bài vui vui nữa, rồi cho mấy đứa nghỉ sớm đi, hôm nay cho nghỉ sớm bữa. Những bạn nào mà chưa nộp nguyên hàm cho thầy nộp lại cho thầy nha, một số bạn chưa nộp cho thầy đó, cố gắng hoàn thành cho thầy. Đây cái này thầy không có ép tụi con, nhưng mà thầy muốn tụi con là phải biết cách sắp xếp thời gian để hoàn thành những gì thầy muốn, hiểu không? Để cho tụi con có một cái gì, mặc dù là thầy không có ép cho tụi con phải hối hả, nhưng mà thầy muốn tụi con là phải biết cách lên kế hoạch, làm thế nào để hoàn thành đúng giờ nha thầy, để sau này mình học cái gì cũng vậy, mình biết cách hoàn thành kế hoạch của mình thôi, chứ thầy ép tụi con làm cái gì? Giờ tụi con học ở trường nó quan trọng hơn chứ. Nhưng mà thầy muốn dạy tụi con từ từ về cái tư cách của mình. Rồi bài này làm sao mấy đứa? Ai làm được bài này coi. Làm xong bài này cho nghỉ nè, cho nghỉ sớm 10 phút. Ai xung phong bài này? Bài này có hai cách luận đó. Ai xung phong bài này nè? Minh Đạt làm được không? Hay Minh Đạt đang suy nghĩ? Để đang suy nghĩ sao? À, có nghĩa là bạn tách định tử nè, là sin dx, dx là một á, là một, một mình thay thế bằng là sin bình một cách bình, đúng không? Và cái mẫu của nó Dạ là đúng rồi. đó, thấy chưa? Ok rồi đó, xong rồi nó ra như hiệu đó, hiệu hiểu chưa? Hiệu rồi, tách định tử Dạ là rồi. tách mẫu, cái này đi với mẫu này rút gọn sin bình còn một phần cos bình, còn cái này đi với cái này rút gọn cos bình còn một phần sin bình, đúng không? Hiệu Đúng rồi, nhân chiếu à. đó, sau đó nó bằng kết quả là bằng cotang x, lộn sin x, lộn tan x trừ Tăng ít, cos kêu cô x tăng ít, bằng cos cộng c C. trên x. Rồi có một cách nữa nè, bốn, ai hiểu không? Công thức nhân đôi của sin đó con, đây À đúng rồi, xin mình nhưng có bình ít bằng 2 là xin. rồi xong rồi, Mình xin bằng 2 ít. bằng gì? Bằng trừ cotang 2x đúng không? Đúng không? Đúng Trừ rồi. đi 2 rút gọn còn 2 cộng C. Đúng không? Đó, nhưng mà lượng giá tụi con thấy nè, con rút gọn là tụi con ha. Cái này mà nếu mà chứng minh cho ra kết quả dưới chứng minh cho sau nè. Cái này là sin chia cos trừ cos chia sin quy đồng là sin bình trừ cos cos bình. Ghi xấu quá. Chia cho sin x nhân cos x, xong đó thầy nhân cho 2 là sin x nhân cos cos x, đây rút nút trừ ra là 2. Cái này là cos bình trừ cho sin bình x d cộng c. Xong cái thầy có kết quả ở trên là trừ 2 cos 2x, ở dưới mẫu là sin 2x cộng c, và nó chính là trừ 2 cotang 2x cộng c. Ok, tụi con ha, công thức cos, nhớ thầy công thức nhân đôi nè. Cos 2fx bằng cái gì? Bằng cos bình fx trừ cho sin bình Xin mình ít. fx bằng 2 lần cos bình fx trừ 1 bằng 1 trừ 2 lần sin bình fx. Đó, học thuộc cho thầy. Đó, những công thức bổ sung ngày hôm nay và lượng giá. Được chưa nè? Rồi, lát tụi con xin đã coi video để giúp bài cho thầy sau này nha. Rồi, thầy chào tụi con, cho tụi con nghỉ sớm chút xíu. Rồi, thầy sẽ up video cho tụi con liền. À, chào tụi con nha.